Hôm nay chú sẽ khuyến mãi cho con. Được không Minh? Chú yên tâm đi, chú cầm giùm con. Tập trung nha. Thấy chú nhảy sao? Ủa nhảy vậy là đẹp á hả? Đi về học nhảy lại đi ông nội. Ông nhảy vậy đến nó bắt trước nó hư người hết. Thôi đi học đi con ơi. Phải không? Đi đi đi. Vậy thôi vậy thưa chú về. Anh về luôn nha. Bữa sau tới chú nhảy cho con coi nữa nha. Dạ. Chú con nhảy đẹp hả? Ủa đẹp sao người ta chê? Không có mắt thẩm mỹ hay sao? Mẹ có không nào? Thôi con, mình lỡ chạy qua rồi, bữa khác mẹ mua cho. Em muốn ăn hả? Dạ. Để chú quay lại mua cho Ken ăn nha. Dạ. Đây bánh mì của em nè. Cảm ơn em nha. Rồi, chúng ta. Dạ, em chào chú, chào anh. Dạ chồng. Ken hết bệnh hả con? Dạ, con làm khỏe siêu nhân kìa. Dạ hả, khỏe thành siêu nhân luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, nếu hết bệnh rồi á, thường thường tới lui với tiệm bánh mì ông chơi cho vui nha. Dạ. Bữa nay Ken ăn bánh mì gì nè? Dạ, vẫn là bánh mì nhưng không cay. Ăn cay đi, con trai ăn cay cho nó mạnh mẽ. Thôi. Ăn cay đi. Ừ. Vậy không ăn cay ha? Dạ. Đỡ tốn ớt. Dạ. Ủa, rồi chị ăn cái gì chị? Cho em hai ổ, trong đó là tùng. Ủa, đi qua đường rồi chị. Vậy thôi cho em hai ổ chả với thịt. Nhưng mà trong đó có một ổ là không bỏ đồ chua, không bỏ dưa leo mà bỏ nhiều ớt nha. Ủa sao ba ăn ớt nhiều mà con trai thì không ăn cay? Không phải, chú đó không phải ba con, chú đó có ba con dẻo rồi à. Phẩm chất chú khác hơn, chú đó tên là... Qua đây. Dạo này tiệm mình buôn bán được không chú? Cũng lai rai à con. Chú đang nghiên cứu làm thêm cái món nhân mới để cho khách hàng ta ăn đỡ ngán. Dạ. So với mấy tiệm khác là tiệm của mình đã nhiều loại nhân lắm rồi. Nhưng mà con thấy á, thí dụ chỉ cần có nhân mới thì chú cứ nói còn tiếng. Con kêu mấy anh mấy chị trong công ty ủng hộ. Tại vì cái vị bên mình ăn rất là đậm đà, rất là ngon. Chú cảm ơn con nha. Chị, bánh mì của chị xong rồi. Của em bao nhiêu tiền vậy? Dạ 45 ngàn. Để Tùng trả cho. Nãy giờ Tùng đi đâu vậy? Nè. Anh đi mua nước. Bỏ luôn đó. Mua nước cho em với con nè, sợ ăn bánh mì khác nước. Để anh cầm cho. Em, sao cái giỏ không đóng nút lại, lỡ nó rớt đồ ra rồi sao? Anh chu đáo quá à. Chu đáo không? Anh là kiểu phiên bản mà siêu phẩm mà limited đó, em biết không? Là bây giờ trong kho hết rồi đó, 5-70 năm nữa là chưa chắc gì người ta nhập hàng giống như anh về mà bán tiếp đâu nha. Đúng rồi đó, cậu mà có về gì cái là tuyệt chủng luôn đó. Đúng luôn rồi bác, hay ghê. Con nè chú. Ông cũng vậy hả? Ông giống tôi hả? Nhưng mà ông xấu hơn tôi. Ê, nhưng mà được cái là bánh mì ngon nha. Ông nhận cái gì vô bánh mì mà nhỏ ăn nó ghiền quá trời luôn, tôi ngửi cái mùi thôi tôi cũng thích nữa. Em ngoài làm bánh mì ngon em còn nhảy đẹp nữa. Có không? Hôm nay chú sẽ khuyến mãi cho con. Được không Minh? Chú yên tâm đi, chú cầm giùm con. Tập trung nha. Thấy chú nhảy sao? Ủa nhảy vậy là đẹp á hả? Đi về học nhảy lại đi ông nội. Ông nhảy vậy đến nó bắt trước nó hư người hết. Thôi đi học đi con ơi. Phải không? Đi đi đi. Vậy thôi vậy thưa chú về. Anh về luôn nha. Bữa sau tới chú nhảy cho con coi nữa nha. Dạ. Chú con nhảy đẹp hả? Ủa đẹp sao người ta chê? Không có mắt thẩm mỹ hay sao? Có tay con đâu? Nè. Sao còn có xíu vậy? Siết trùng rồi đó. Đi nha chú. Đi nha chú. Dạ. Và báo cáo sếp, sáng nay chúng ta sẽ có cuộc họp quan trọng với lại công ty quốc tế Lavit, bàn về cái việc mà chúng ta sẽ hợp tác xây dựng chung cư cao cấp mới. Em có biết công ty Lavit này chưa bao giờ hợp tác với nhà thầu Việt Nam mình không? Dạ biết, em cũng thử liên hệ bên Lavit mấy lần mà đều bị từ chối hết. Cái hôm mà sếp đi thương thảo á, em lại bận việc nhà không có đi với sếp được. Em thắc mắc vì sao mà sếp có để thương thảo với bên đó được. Làm việc với đối tác mà có yêu cầu cao thì chúng ta phải cho họ thấy được tầm nhìn định hướng về lâu về dài về phía của mình. Dạ. Và đặc biệt là mình phải nắm bắt được tâm lý của đối tác mình như thế nào. Dạ. Không phải ai cũng làm được những điều mà không tầm thường như anh đâu. Dạ, thì ra là vậy.
Anh có biết được là đại diện bên đó có rất là thân với showbiz, cho nên anh đã hỏi họ có muốn đề cử ai cho quảng cáo không? Dạ. Và điều may mắn một điều là cái người mà họ đề cử rất thân với anh. À, lần này á, về phần viết bài, em hãy liên hệ với công ty của Hà và chỉ định Hà là người viết. Em hả? Vậy lần này bên đó muốn viết về đề tài gì vậy anh? Họ nói chỉ cần em nhấn mạnh vào việc Lavis chấp nhận hợp tác cho tập đoàn Minh Quang là được. Dạ. Còn nếu như em muốn cái bài viết của em thu hút hơn á, em có thể liên hệ trực tiếp với sale bên công ty đó. Dạ em biết rồi. Vậy có gì anh gửi email hình ảnh qua giùm em nha, rồi em viết sớm em trình lên anh duyệt. Mà anh ơi, deadline của mình là khi nào vậy anh? Trước 5 giờ chiều nay được không? Dạ được. Vậy bây giờ em về em viết liền, xong rồi em gửi qua cho anh duyệt. Em viết nha. Cảm ơn anh.